video này thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của một bạn về bệnh hen phế quản, đồng thời giới thiệu đến các bạn một số vị thuốc có tác dụng điều trị ho và hen phế quản. Một bạn ở Đà Nẵng có hỏi như sau: tôi có đọc trên web của mình thấy nói về công dụng của cây an xoa rất là tốt cho bệnh gan và giúp thải độc cơ thể. Tôi muốn hỏi và đặt mua thuốc. Tiện đây cho tôi hỏi là nhà thuốc mình có chữa được hen phế quản hay không? Từ bé thì tôi đã bị ho, sổ mũi. Khi 18 tuổi thì tôi bị mụn tròn ốm nặng. Kể từ đó thì tôi phát hiện mình bị hen. Cơn hen không tái phát nhiều lần, trừ những lúc tôi làm việc quá sức hoặc thay đổi thời tiết hoặc là không giữ ấm cho cơ thể thì cơn hen sẽ tái phát. Quý nhà thuốc có thể xem xét và tư vấn giúp tôi được hay không? Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm từ nhà thuốc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Hen phế quản là một bệnh lý viêm phế quản mãn tính gây nên. Biểu hiện của bệnh là các cơn khó thở, hen tiết kéo dài và thường lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, nhất là khi thời tiết thay đổi. Thường thì bệnh nhân mắc bệnh hen phế quản thì phải dùng thuốc thông phế quản mỗi khi có cơn hen. Nguyên nhân của bệnh là thường là do môi trường sống tác động hoặc là do lạm dụng quá nhiều thuốc kháng sinh hoặc là không điều trị bệnh triệt để. Bệnh hen phế quản nếu như không được điều trị triệt để thì có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như là suy hô hấp và có thể dẫn tới tử vong nếu như không được cấp cứu kịp thời. Đối với bệnh hen phế quản thì để điều trị triệt để thì bệnh nhân có thể sử dụng giải pháp là lựa chọn dùng cây thuốc nam. Đây là một giải pháp rất là an toàn và hiệu quả, nhất là nó có hiệu quả rất là lâu bền. Khi bệnh nhân đã khỏi bệnh thì thường là ít bị tái lại. Hiện nay thì có một số vị thuốc nam có thể điều trị được căn bệnh này rất là tốt. Một số vị thuốc kết hợp như sau: củ bách hợp kết hợp với quả kế đầu ngựa, hạt ý dĩ và củ mạch môn sắc uống để điều trị bệnh hen phế quản thì rất là hiệu quả. Trong các vị thuốc trên thì củ mạch môn là một trong những vị thuốc nam được y học cổ truyền sử dụng hàng trăm năm nay để điều trị các chứng bệnh như là ho hen, đặc biệt là bệnh viêm phế quản mãn tính hay là gọi là bệnh hen phế quản. Cách dùng cụ thể như sau: củ bách hợp 30g, ý dĩ nhân 15g, quả kế đầu ngựa 15g, củ mạch môn 10g. Các vị thuốc trên bạn đem sắc với 1 lít nước, sắc cạn còn khoảng 500ml nước và chia làm 3 lần uống trong ngày. Bệnh nhân sử dụng liên tục cách trên trong khoảng 10 ngày là sẽ có hiệu quả. Quá trình dùng thuốc thì bệnh nhân cũng không quên tăng cường rèn luyện thể dục thể thao đều đặn để tăng cường sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh mỗi khi thời tiết thay đổi và chuyển mùa. Một nguyên tắc quan trọng nữa là giảm sự lệ thuộc vào thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh chính là con dao hai lưỡi, nó sẽ giúp cho bệnh nhân khỏi nhanh trong thời gian ngắn, nhưng về lâu về dài thì nó sẽ hủy hoại các chức năng của hệ miễn dịch của bạn. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc gì thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.